Hello, xin chào tất cả anh em. Mình nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ không review, chúng ta sẽ không làm top nữa, mà một cái gì đấy, một cái chủ đề 360 độ xoay quanh nước hoa, những cái quái quỷ gì đang xảy ra. Ví dụ như là có cái câu chuyện nào hay, hoặc là cái sản phẩm này đợt vừa rồi có cái gì thay đổi, có bị reform hay không. Đó, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên thay đổi không khí một chút trước khi anh em mình lại một bài ca về review, về top. Ok, thì bây giờ chúng ta không chần chờ gì nữa, let's go. Cái tin hoặc là cái câu chuyện đầu tiên 360 về nước hoa này đó là gì? Thì chúng ta nói về Jeremy Fragrance, nó gọi là ông vua của reviewer nước hoa. Chắc chắn anh ta là ông vua rồi, với tài khoản lượt đăng ký gần 2 triệu sub thì không có một vấn đề gì, không có một cái gì có thể phủ nhận cái câu nói đó. Thì như nếu như anh em đã hay xem thì khoảng 3 tháng trước thì anh ta đã đóng cái thương hiệu nước hoa của mình, đó là Fragrance One. Đó, 3 tháng trước anh ta đã có ra một cái video và đã quyết định đó là ngừng, không tiếp tục sản xuất nữa, mà sẽ dừng ở đây để theo như là anh ta nói thì là đi tìm một con đường mới hoặc cái gì đấy, thì mình không quan tâm lắm. Tuy nhiên có một cái vấn đề ở đây, đó là người anh trai của Jeremy, hình như anh ta tên là Kami thì phải. Thì nói chung là khi mà cái giai đoạn Fragrance One mở rộng phát triển này, thì hai anh em nhà này thường có rất là hay collab với nhau, giống như kiểu là đây là anh trai tôi thế này, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, bla bla bla. Và cho đến khi Fragrance One đã dừng lại thì Kami thời gian vừa rồi anh ta đã có lập một cái kênh YouTube, mình không nhớ là như Big Brother Fragrance đó, thì anh ta có lên và làm một cái video nói về cái vấn đề đó. Là nói chung là mình nghĩ rằng là mặc dù nghe giọng thì có vẻ khá là lịch sự, thế nhưng có rất là nhiều những cái không hài lòng. Ví dụ như bây giờ lúc xong xuôi hết rồi thì mới nói là lúc trong khoảng thời gian hợp tác thì có thể là cái này không đồng ý, cái này không đồng ý, và chỉ gọi giống như kiểu là nghĩa là phải thông báo thế nào. Thế nhưng mà chỉ có mỗi một cái câu chuyện, đó là gọi anh ta ra và Jeremy nói là stop, hãy dừng lại, và anh giống như kiểu thôi bây giờ ông đi tìm một con đường mới đi. Nói chung rất là sốc. Thì có thể thấy rằng là trong cái việc kinh doanh thì nó thật là chúng ta không nên hạn chế cái việc anh em hoặc như nào đấy hợp tác, rất dễ mất lòng nhau. Đó, cái thứ hai ở đây thì mình muốn nói về chai nước hoa Acqua di Gio Profumo. Đây là phiên bản mới nhất của nó, và nếu như chúng ta so sánh một chút thì ở đây nó đã có một cái sự thay đổi khá là lớn. Mà nếu mà chúng ta, anh em không cập nhật thì có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một chai nước hoa fake. Đó là cái chữ Acqua di Gio Profumo, nó đã không còn sáng. Đó, nó đã không còn cái độ sáng lóa lên. Đó, nó sẽ không còn cái độ sáng lóa như những chai nước hoa cũ nữa. Mà bây giờ thì cái chữ này nó đã lì đi. Đấy, thì mình muốn các anh em cập nhật nhanh, bởi vì là mình không biết rằng nếu mà các anh em có mua ấy, và nếu mà chúng ta vô tình thấy là sao cái dòng chữ này bình thường là mình theo như mình được biết là nó phải sáng lóa, tại sao bây giờ nó lại là sần thôi, sần sùi thôi, không còn bóng nữa. Thì chúng ta đang lo sợ hàng fake. Thì đây mình cập nhật với các anh em cái tin, đó là Acqua di Gio Profumo đã thay đổi về kiểu dáng đó. Còn về mùi hương nó có gì khác biệt hay không, nó đã tươi hơn, nó đã nhẹ hơn so với phiên bản cũ này. Khi mà mình xịt ra thì mình cảm thấy khá là rõ cái, nói chung là thế nào nhỉ, cái nốt nước biển ấy, nó thanh hơn. Và sau đó cái dry down, cái tông hoắc hương nhang đặc trưng của chai nước hoa này thì đến bây giờ nó nhẹ hơn rất là nhiều, thì không phải, thế nhưng nó nhẹ hơn so với cái phiên bản cũ đó. Và còn về hiệu năng mùi thì có vấn đề gì hay không thì các anh em cứ yên tâm. Đó là mình test trên da mình thì hiệu năng mùi của nó vẫn là ổn, không phải là tệ. Duy chỉ có mỗi cái về mùi hương là đã có thay đổi. Mình nghĩ rằng là nó đã nhạt hơn so với phiên bản cũ. Và hiện tại thì cái kiểu dáng của chai nước hoa này, đó là chữ nó đã không còn cái độ bóng nữa, không còn cái độ sáng bóng như những phiên bản cũ. Thì anh em nào nếu như mua chai full về của chai nước hoa này, Acqua di Gio Profumo, thì chúng ta nên lưu ý một chút, đó là về hiện nay kiểu dáng của nó đã thay đổi, mùi hương của nó thì nó đã nhẹ nhàng hơn.
có thể gọi là nó không còn đậm đà như trước như cũ, nhưng còn hiệu năng mùi thì vẫn là ổn đó, vẫn bám rất là tốt, cho nên là chúng ta không cần phải quá lăn tăn là có cái gì khác biệt hay không đó. Cái thứ ba đó là chai nước hoa Maison Margiela Jack Club. Thì mình nghĩ rằng đến bây giờ thì có thể là có một số các anh em đã biết và có, nhưng mà thôi thì mình tiện đây mình nói có thể là một số các anh em chưa biết, đó là hiện nay chai nước hoa này nó đã cũng có thể gọi là reform mùi và nó có thay đổi một chút về nhãn mác. Ví dụ như trước kia thì chai cũ của nó là style description, nghĩa là mô phỏng cái mùi hương ấy, thì nó ghi là May Fragrance, nước hoa nam. Còn bây giờ thì nó là Memory in the Fragrance, nó giống nhớ nhung một cái mùi hương gì đấy đó. Thì có nghĩa rằng bây giờ chúng ta mua sẽ đa phần sẽ là cái phiên bản có thể gọi là 90%, 99% Memory in the Fragrance, còn cái phiên bản May Fragrance này thì không còn, mình nghĩ rằng là rất khá khó tìm, và nếu có thì cái giá nó của nó thì cũng hơi chát. Về màu chui thì chắc chắn rồi, mình nói chung là mình thấy rằng nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt, 1810 cũng không phải là nhạt thách ra giống như thằng QM Landui, cái đấy là cá nhân mình thấy là như thế. Về mùi hương cái này có thể là các anh em đang quan tâm, mùi hương nó có cái gì khác biệt so với phiên bản cũ hay không, thì mình thấy rằng khi mà mình mới xịt ra thì ở cái những cái mùi hương bản mới này, cái nó có một cái chút gọi là cay nồng ấy, cái mình không biết có thể gọi là cái tiêu hồng hay là một cái nốt spicy nào đấy nó lên khá là rõ, nó khác hẳn hoàn toàn với cái bản cũ này. Ở phiên bản cũ này thì nó thật là từ đầu cho tới cuối nó rất là ngọt nhẹ ngọt và nịnh mũi, mình không thấy chai thuốc lá ở chai nước hoa này. Tuy nhiên là phiên bản mới này thì mình khi mà mình mới xịt thì mình thấy là xịt lại xem nào, thì mình thấy là cái một cái gì đấy nó hơi cay nồng nhẹ trên cái nền ngọt vốn dĩ là đặc trưng của Jack Club, nhưng mà nó không ngọt bằng phiên bản cũ, nhưng mà bù lại thì nó có một cái gì đấy cay nồng mix cùng, và khi ở cái dry down của nó thì nó không còn ngọt nữa, ngọt như phiên bản cũ này nữa, nó vẫn ngọt thế nhưng mà nó ngọt vừa hơn. Nó thật là cá nhân mình thì mình thấy rằng là có khi như thế này thì sẽ lại là mình, cá nhân mình nhá, chứ mình không bảo là các anh em đừng có nghe mình nói là mình là PR, không phải, nhưng cá nhân mình thì mình nghĩ rằng có khi như thế này thì lại là sẽ tốt hơn, cá nhân mình nghĩ là như thế. Bởi vì thật sự là Jack Club thì đôi khi là nó hơi quá, còn phiên bản mới này thì cá nhân mình thấy là thật biết là nó reform thế nhưng mà không đến nỗi nào, hiệu năng mùi thì cũng ok, cá nhân mình thôi nhá, còn tùy các anh em. Nếu anh em nào đã thử rồi thì cho cái đường link, cho cái comment bên dưới. Và nói chung thì là Jack Club hiện đã reform mùi đó, thì đấy là cái tin thứ ba mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Và cái tin cuối cùng đó là bởi về bộ đôi sản phẩm của nhà Parfum de Mali, Herod và Layton. Nếu như mà các anh em nào mà hay theo dõi YouTube hoặc là hay chịu khó đọc ấy, thì chúng ta đều biết là cái khác biệt đáng kể mà ai cũng có thể đọc được, ai cũng có thể nhìn thấy được, đó hiện nay là cái tỷ lệ cồn ở trong những phiên bản mới này nó đã lên. Ngày xưa thì là ở những chai cũ này nó chỉ là 78% thôi. Hai chai của mình đều là phiên bản cũ và cái nào tỷ lệ cồn của nó là 78%. Đó, hôm qua mình nhìn thấy ở chai nó ghi rồi, 78%. Tuy nhiên hiện nay thì những phiên bản mới là 82%. 82 hay 83% ấy cho Herod và Layton, thì có nghĩa rằng là nó đã có cái sự thay đổi về công thức mùi hương. Nói chung là đến hiện tại thì cả hai chai nước hoa này đều đang gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là về hiệu năng của mùi. Đó rất nhiều những cái lời nói chung là không được hài lòng cho lắm về cái hiệu năng của mùi hương đó. Mình thì nói chung là thế này này, khi mà chúng ta thích một cái mùi hương nào đấy thì nhiều anh em có thể là không quá quan trọng cái việc hiệu năng mùi đó. Cái điểm mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là hiện nay hai chai nước hoa này về hiệu năng mùi của nó đều đã bị giảm xuống khá là nhiều, thì
mọi người cũng nên cân nhắc trước khi mua hai chai nước hoa này, bởi vì mình không biết, mình thấy rằng là rất nhiều những ý kiến hiện nay là cho hai chai nước hoa này về hiệu năng mùi là có vấn đề đó. Thì một cái video 360 độ về nước hoa, những cái điều quái quỷ đã xảy ra. Ok, xin hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video giá trị, và đừng quên subscribe nhé. Bây giờ chào, gặp lại mọi người, bye bye.